Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ghi nhận 67 người tử vong, 90 người bị thương trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thanh tra giám sát trong việc đào tạo thuyền viên. Ngày 3 tháng 5, cả nước ghi nhận 1.201 ca mắc COVID-19 mới. Phát hiện chất bột lạ trong hành lý của hai hành khách tại sân bay Phú Quốc. Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc không kích của Nga. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin từ Vietnamnet, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Việt Nam sáng nay rời Hà Nội sang London, nước Anh để dự đăng quang của vua Charles III theo lời mời của Hoàng gia Anh. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, diễn ra trong bối cảnh Việt Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Đây cũng là chuyến thăm Anh lần thứ hai của Chủ tịch nước sau gần hai thập kỷ. Việc Chủ tịch nước trực tiếp tham dự lễ đăng quang khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh và mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vua Charles III. Theo thông tin từ báo Giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an hôm qua 3 tháng 5 cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 67 người và bị thương 90 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm tử vong 64 người, bị thương 90 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm tử vong 3 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 5 người tử vong và giảm 16 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo. Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ do nhân dân đi về quê, đi du lịch và ngược lại. Trên một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang và Bến Tre, cầu Phú Cường nối thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bị ùn tắc. Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền gần 108 tỷ đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác. Ghi nhận thông tin từ Vietnamnet, thời gian qua, tại các cửa ngõ, nút giao trên những điểm đầu đường vành đai tại Hà Nội thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này. Không những thế, vào giờ cao điểm mỗi ngày, những con đường tưởng chừng là lối thoát cho hàng ngàn phương tiện lại trở thành nỗi ám ảnh của không ít chủ xe. Theo chuyên gia giao thông, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, các đường vành đai không nối kết, không có đường liên thông với nhau. Thậm chí việc nối kết giữa đường vành đai với các đường khác cũng rất khó khăn. Đó chính là nguyên nhân gây ùn tắc. Ông dẫn chứng, giống như là một cái cống, một cái mương, phải tính nước đến đổ về đâu. Đường vành đai phải tính đến lối thoát cho các dòng xe, phương tiện. Thế nhưng, trên thực tế hiện nay, các đường vành đai không kết nối với nhau. Đáng lưu ý, theo tiến sĩ Thủy, việc nhà chức trách làm đường vành đai nhưng lại quên một việc rất quan trọng là mở rộng đường ở các cửa ngõ thành phố. Ông cho rằng, muốn quy hoạch đường vành đai cần phải có biểu đồ về lưu lượng vận tải hành khách thay đổi qua từng năm và dự báo trong tương lai. Theo ghi nhận từ báo Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa tại các cơ sở đào tạo thuộc thành phố quản lý. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, công tác đào tạo cấp mới, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đã từng bước được thể chế hóa, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa trên địa bàn cũng như của ngành. Tuy nhiên, qua phản ánh và từ dư luận, một số thông tin nắm bắt ban đầu có kẽ hở trong công tác quản lý và hoạt động đào tạo, huấn luyện tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải là đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thể dẫn tới sai sót, sai phạm. Bộ Y tế cho biết trong ngày 3 tháng 5, nước ta có 1.201 ca mắc COVID-19 mới, giảm 1 ca với ngày trước đó. Tuy nhiên, có 31 trường hợp nặng phải thở máy xâm lấn. Thông tin ghi nhận từ báo Dân trí. Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, sau 4 ngày nghỉ lễ tính đến sáng ngày 3 tháng 5,
tổng số người bệnh khám, cấp cứu là hơn 270.000 người. Đồng thời, có 5.725 trường hợp nhập viện, điều trị theo dõi do tai nạn giao thông. Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong sinh về là 82. Về tình hình bệnh nhân COVID-19, tổng hợp sau 4 ngày nghỉ lễ, cả nước có 2.477 trường hợp nhập viện, điều trị nội trú. Đặc biệt, có 17 trường hợp tử vong, trong đó tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 7 người. Số ca COVID-19 nặng tiên lượng tử vong sinh về là 10. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hôm qua 3 tháng 5 cho biết, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện hai người đàn ông mang chất bột lạ trong hành lý vào sân bay, nghi là chất nổ. Thông tin từ báo tin tức, kết quả kiểm tra 3 túi nói trên cho thấy hai túi bột được máy soi cảnh báo màu đỏ với dòng chữ, tạm dịch là chất nổ được phát hiện. Lực lượng an ninh cảng hàng không đã mời hai hành khách ra làm việc. Tại đây, hai đối tượng này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hai túi bột. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục giám định để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xử phạt một tài xế điều khiển một taxi nhái thương hiệu Vinasun. Người đàn ông điều khiển chiếc taxi này tên MMT, tên viết tắt, sinh năm 1972 và từng là tài xế của Vinasun. Sau khi nghỉ việc ở Vinasun, tài xế đã gắn hộp đèn thương hiệu hãng taxi này lên nóc xe. Thân xe có dán thương hiệu, số điện thoại, bảng giá cước, hoàn toàn giống xe của taxi Vinasun. Thậm chí, vì tài xế này cũng gắn cả mã tài xế và mặc đồng phục của hãng. Sau khi làm việc với tài xế, Công an quận 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt tài xế với tổng mức tiền phạt là 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng vì hành vi giả mạo, cố tình gây nhầm lẫn để thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng. Công an quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Thanh Nam, sinh năm 1979, trú tại phường 1, quận Tân Bình, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nam đã trốn trong nhà vệ sinh tại nhà hàng Texas Chicken trên đường Phan Xích Long, phường 7, rồi đợi nhà hàng đóng cửa thì ra trộm tài sản. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận từ camera, tối 26 tháng 4, một người đàn ông đã lẻn vào nhà hàng khi đông khách và trốn trong nhà vệ sinh. Đợi khi cửa hàng đóng cửa, người này đi từ trong nhà vệ sinh ra để lục lọi trộm tài sản. Sau khi lục lọi trong nhà hàng, người này lấy khoảng 37 triệu đồng cùng nhiều camera an ninh rồi trốn ra ngoài. Lúc này, ông HVT, tên viết tắt, bảo vệ nhà hàng đã phát hiện hành vi sai trái của Nam. Tuy nhiên, người này đã nhanh chóng khống chế bảo vệ, dùng băng keo trói ông tờ lại rồi trốn thoát. Qua đấu tranh, Nam đã khai nhận hành vi và dùng hết số tiền trộm được để trả nợ. Công an Hậu Giang hôm qua ngày 3 tháng 5 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trang, 54 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau, để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó vào ngày 1 tháng 5, bà T, tên viết tắt, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trình báo với công an địa phương bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng 60.000 đô la Mỹ, 5 triệu đồng, một điện thoại di động hiệu iPhone. Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 1,4 tỷ đồng và có nhiều giấy tờ tùy thân. Bà T cho biết, sáng cùng ngày, sau khi ăn sáng tại nhà cùng với ông Trang là người làm vườn của bà T, thì bà phát hiện các tài sản trên cất giữ trong vali để tại phòng ngủ đã bị kẻ trộm lấy mất. Ban giám đốc công an tỉnh sau khi tiếp nhận vụ việc đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ, truy bắt đối tượng. Báo điện tử VOV cho biết hôm qua 3 tháng 5 trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe chuyển bệnh từ thiện và một xe máy khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe chuyển bệnh từ thiện biển kiểm soát tỉnh An Giang do anh BTS, tên viết tắt, điều khiển, có chở bệnh nhân, lưu thông trên quốc lộ 91 theo hướng Châu Phú, Long Xuyên. Khi đến km số 65+900 thuộc tổ 14 khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức thì xảy ra va chạm với xe máy do anh LNV, tên viết tắt 46 tuổi điều khiển cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến anh V tử vong. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Thông tin từ VN Express cho biết, một vụ nổ súng xảy ra ở trường trung học Vladislav
Rinica tại trung tâm thủ đô Belgrade, Serbia lúc 13:40 giờ hôm qua, ngày 3 tháng 5, theo giờ Hà Nội. Nghi phạm 14 tuổi là học sinh tại trường đã bị bắt. Nhân chứng nói rằng thiếu niên này đã bắn giáo viên trong lớp, sau đó xả súng về phía các bạn học và bảo vệ. Bộ Nội vụ Serbia cho biết một bảo vệ và 8 học sinh đã thiệt mạng, trong khi giáo viên và 6 học sinh khác đã nhập viện. Cảnh sát đã phong tỏa các dãy nhà xung quanh trường, cũng như chưa công bố động cơ của nghi phạm. Ukraine nói Nga đã phát động đợt tấn công đêm vào thủ đô Kiev nhưng đã bị lực lượng nước này đẩy lùi. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine hôm qua 3 tháng 5 cho biết quân đội nước này đã phá hủy 21 trong số 26 máy bay không người lái Sadet trong cuộc không kích đêm qua của Nga vào thành phố Kiev, ghi nhận từ VN Express. Trong khi đó, giới chức Kiev cũng cho biết các hệ thống phòng không của Ukraine đã loại bỏ những chiếc máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô. Còi báo động không kích đã vang lên trong vài giờ ở Kiev, khu vực lân cận và trên khắp miền đông Ukraine vào lúc bình minh. Chính quyền quân sự Kiev thông báo trên Telegram cho biết tất cả các mục tiêu của đối thủ đã bị bắn hạ trong không phận xung quanh thủ đô. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này. Mỹ nói rằng lực lượng Iran bắt tàu dầu treo cờ Panama trên eo biển Hormuz nằm giữa vịnh Oman và vịnh Ba Tư. Đây là sự việc thứ hai xảy ra trong chưa đầy một tuần. Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ra thông báo cho biết hơn 10 xuồng vũ trang cao tốc thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bao vây tàu dầu Nayovi khi nó di chuyển giữa eo biển Hormuz hôm ngày 2 tháng 5. Tàu dầu Nayovi mang quốc tịch Panama đang di chuyển từ Dubai đến thành phố Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mỹ nói rằng các lực lượng Iran đã quấy rối hoặc tấn công 15 tàu hàng nước ngoài trong 2 năm qua. Hạm đội 5 cho hay điều này đi ngược lại luật pháp quốc tế, gây gián đoạn an ninh và ổn định khu vực. Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.